Hai Dhamma Do is Pinya Western SD Biripu Mai Kuninyu. Hôm nay ngày 25 tháng 11 năm 2024 tại Thiền viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai, Ngài Thiền sư Trung Pin, tức Ngài Ujjatila giảng Pháp. Hôm nay Ngài tiếp tục giảng về các tâm sở đẹp là tâm sở trí tuệ. So I would like to explain about inside knowledge one more time again, right? So if you do not familiar with the Pali text, some of the explaining make a little bit confused, right? When we call, there are 16 jnana, right? There's 16 jnana, 16 knowledge, we still count it. Nama rupa prithira jnana, number one. Nama rupa prithira prika jnana, number three, tamadana jnana, number four, uryabhya jnana. Number five, Benga Jnana. Number six, Beya Jnana. Number seven, Arinava Jnana. Number eight, Nibbida Jnana. Number nine, Mudrugamyada Jnana. Number 10, Pridengha Jnana. Sade, Dengarubaka Jnana. Sane, Nuloma Jnana. 12, so 12, Nuloma Jnana. So 40, Mega Jnana. 50 phala jnana, 60 pisakana jnana. When we count, there is 60 jnana, we start counting from 1 to 60, right? Starting from namarupa prithira jnana and pisakana jnana. But when we count the inside knowledge, there are 10 inside knowledge. Starting from samasana jnana, number 3, Uryabhya Jnana. Number 4, number 5, Benga Jnana. Then Beya Jnana, Arinava Jnana, Nibbida Jnana, Mudrugamyada Jnana, Pridengha Jnana, Dengarubaka Jnana, Nuloma Jnana. When we call 10 inside knowledge, counting from Samasana Jnana to Nuloma Jnana, right? We call 10 inside knowledge. Kodarubu Jnana, Maga Jnana, Phala Jnana, Bedragana Jnana, is there we call Logodara, Logodara knowledge, Ariya knowledge, right? Logodara knowledge, Ariya knowledge. So that's why, so if you are not very familiar with the Pali text, then you may confuse some, right? So if you do not understand, even though I explain one more time, you can read the Pali text, which who write very clearly about this kind of their programs. Hôm nay Ngài sẽ nói lại một lần nữa về các cái tuệ minh sát, vì có những người không quen với kinh điển Pali thì có thể sẽ không rõ. Như vậy khi mà tính các tuệ thì là có 16 tuệ, bắt đầu từ tuệ phân biệt danh sắc, tuệ nhân quả. Thứ ba là tuệ thấu đạt, thứ tư là tuệ sinh diệt, thứ năm là tuệ diệt, rồi thứ sáu là tuệ sợ hãi, thứ bảy là tuệ khổ, thứ tám là tuệ nhàm chán, thứ chín là tuệ muốn giải thoát, thứ mười tuệ quán xét lại, mười một tuệ xả hành, 12 tuệ thuận thứ, 13 tuệ chuyển tánh, 14 là đạo tuệ, 15 quả tuệ và 16 là tuệ ôn duyệt lại. Tuy nhiên khi nếu mà tính về tuệ minh sát thì chỉ tính 10 tuệ, tức là từ tuệ thứ 3 cho đến tuệ 12, tức là từ tuệ thấu đạt vô thường khổ vô ngã cho đến tuệ 12 là tuệ thuận thứ, còn từ 13 là tuệ chuyển tánh, rồi 14 là đạo tuệ, 15 quả tuệ, 16 tuệ ôn duyệt lại, thì 13, 14, 15, 16 được gọi là tuệ siêu thế hay là trí tuệ thực sự. Như vậy nếu mà những ai vẫn còn chưa hiểu rõ thì có thể đọc lại trong kinh điển Pali thì rất là rõ ràng.
Also, what we would like to match whether there are seven wisdom DM, the 16 jhana also as your poor knowledge, right? So when you start coming to bright days, you have the sila, right? Bhikkhu sila. You have the very pure sila. The nun, you have the nun sila. Upadhika, you have the eight precept, the sila, very pure sila. You have the sila visuddhi, right? Then when you start bright days in meditation, then your mind, free from the nivarana, you feel very calm, very peaceful. So at that time, your mind is very pure, what we call Siddha Visuddhi, right? Then when you observe the rising, falling anapana, in the beginning, very hard to observe. You are calling rising, but already falling, right? You are calling for already rising. But later, when you improve, rising and noting mind come together. You understand that noting and the rising, falling, noting, right? So then when you are observing the anapana in the same way, anapana and noting mind. So when you do walking meditation, so you understand the body and mind process, the mind and matter phenomena, right? When you understand mind and matter phenomena, we call Thetti Visuddhi, right? Inside knowledge called the number one called Nama Rupa Prithiranyana. Nama Rupa Prithiranyana. Understanding about the Nama Rupa, the body and mind process. But where Visuddhi, we are there, Thetti Visuddhi, right? At the least that you understand the Nama Rupa process, your view more clear. So as Visuddhi, Thetti Visuddhi, jnana is there, nama rupa prithira jnana. Mean that there, when you have the nama rupa prithira jnana, you have the complete three Visuddhi, right? Tila Visuddhi, Siddha Visuddhi, Thetti Visuddhi. Rồi để gắn giữa các cái tuệ minh sát với lại các cái giai đoạn thanh lọc, cái giai đoạn là mà trong sạch hay là thanh tịnh. Thế thì là ban đầu khi mà chúng ta bắt đầu giữ giới rồi có được giới trong sạch thì gọi là thanh tịnh giới, giới tịnh. Là cái giai đoạn thứ nhất là giới tịnh trong cái bảy giai đoạn thanh tịnh. Thì tiếp theo khi chúng ta hành thiền, thế rồi là thoát khỏi năm cái chướng ngại hay là năm cái triền cái, thì tâm trở nên trong sạch, thì gọi là tâm tịnh. Tiếp theo khi mà thiền sinh quan sát phòng xẹp, quan sát các hiện tượng tâm và vật chất, thì ban đầu thì chúng ta chỉ có niệm thầm phòng xẹp. Nhưng mà tiến bộ hơn, thiền sinh đã thấy rõ các hiện tượng phòng xẹp, rồi là cái tâm quan sát ghi nhận. Đây là phòng xẹp, đây là cái tâm ghi nhận. Đối với thiền sinh quán hơi thở cũng tương tự như vậy. Hoặc là khi thiền đi, thiền sinh hiểu được đây là các cái tiến trình thân và tâm. Đây là tâm, đây là vật chất. Thế thì là có được cái tuệ phân biệt danh sắc. Thế thì ở đây là giai đoạn cái thấy nó trở nên trong sáng, nên là rõ ràng, gọi là kiến tịnh. Tức là cái thấy của mình nó trở nên rõ ràng hơn. Như vậy mình bắt đầu có đầy đủ cả ba cái giai đoạn là giới tịnh, tâm tịnh và kiến tịnh. When you read the number two, Yesya Prega Jnana, you understand the cause and effect. Then, Thetti Visuddhi, Visuddhi is the Kenka Vidarana Visuddhi.
Kenka Udarana may without him in the day. Kenka doubt Udarana overcomes. Overcoming the doubt, you have the clear view of the overcoming the doubt at all. Actually, everything we are eating, we are going, we are thinking, we are practicing everything is the Namarupa phenomena. No creator, no I know you, no she, you start understanding. That's why when you understand day to day, cause and effort as a widow D, Kenka, widow or not widow D, you are coming there, doubt or believing, creator, someone create. Rồi tiếp theo mình bước vào cái tuệ thứ hai là cái tuệ phân biệt tuệ nhân quả. Cái tuệ thứ hai là cái tuệ nhân quả thì mình hiểu được về nhân và quả, các cái tiến trình tâm và vật chất, chứ không có tôi, không có ta, không có ông ấy, bà ấy, không có một cái đấng sáng tạo nào, mà chỉ có các cái tiến trình tâm và vật chất. Khi mình hiểu được cái nhân quả như vậy thì là mình loại trừ được cái hoài nghi. Thế cho nên là cái giai đoạn này được gọi là đoạn nghi kiến tịnh, hoặc là loại trừ được cái hoài nghi. Then when you reach there, samasana jnana as without the samasana jnana do ali uriyabhya jnana as without the magga magga jnana jnana without the so samasana jnana do ali uriyabhya jnana as without the magga magga jnana jnana without the le uriyabhya jnana do andiyo anuloma number 12 le uriyabhya jnana do andiyo anuloma number 12 kho pribaranyanadadana vithodhi pribaranyanadadana vithodhi ta namatati du 60 kho jnanadadana vithodhi no knowledge view no I know you no she everything I am passing away jnanadadana vithodhi your knowledge clearly cut believing I or she clearly cut kho jnanadadana vithodhi pribaranyanadadana vithodhi is so you have the view, the clear understanding how to break this called pribaranyanadana vithodhi, right? Le uriyabhyajnana, le uriyabhyajnana du nuloma jnana pribaranyanadana vithodhi, right? So samadana jnana du uriyabhyajnana, so magga magga jnanadana vithodhi, right? There are seven vithodhi. Tila vithodhi, seda vithodhi, dede vithodhi, as a namarupa prithira jnana, right? Kenka Udarana without the Pisa Breganyana. Then Mega Mega Nyanadana without the Samadana Nyanadu Ali Uriabhyanyana. Brivara Nyanadana without the Le Uriabhyanyana Nyanadu Nuloma Nyana. Number 30 to 60 Kudurubu Nyana. Mega Nyanapala Nyana Pisogana Nyana is a core Nyanadana without the right. That's why when we match 60 knowledge and 7 without the, so this is how they match in the body text. Thế rồi tiếp theo là khi thấy rõ được cái sự sinh và diệt của các hiện tượng tâm và vật chất, bước sang cái giai đoạn cái giai đoạn thứ năm là đạo phi đạo chi kiến tịnh, tức là biết rõ đâu là con đường, đâu không phải là con đường. Thế rồi tiếp theo là sang cái giai đoạn thanh tịnh thứ sáu là đạo chi kiến tịnh, bắt đầu từ tuệ diệt cho đến các cái tuệ cao hơn, tuệ xứ 12. Thế rồi giai đoạn thứ bảy là chi kiến tịnh, đạo tuệ, quả tuệ và các tuệ cao hơn. Như vậy đây là cách mà chúng ta có thể kết nối giữa các cái giai đoạn thanh tịnh với lại 16 cái
tầng tuệ minh sát, 16 tầng tuệ minh sát và 7 giai đoạn thanh tịnh. So this is the 16 nhala and 7 without the hound, the match. Then about 8 jhana and inside knowledge, how we match, right? 8 jhana. So in Bali we call Aramanubha jhana, Lakhanubha jhana. Aramanubha jhana means the Samatha jhana. Lakhanubha jhana means the Vipassana jhana. Like someone, when they have the jhana, they only think about the Samatha jhana. Actually, in the Bali text, explaining the two kinds of jhana, Aramanubha jhana, Samatha jhana. Lakhanubha jhana, Vipassana jhana. So, Aramanubha jhana, Lakhanubha jhana, Samatha jhana, Vipassana jhana are not exactly the same, but very, very similar, right? Actually, the experience of the Piti Sukha Ekagra very same. But we cannot say same because Samatha meditation, they have the different object, right? Vipassana, you have the object is Namarupa phenomena. That's why we cannot say 100% exactly the same. But experience of your feeling, that they are the same, right? So when you reach the Samasana jhana, right, the Vipassana jhana is that you reach the, right? Samasana, inside knowledge, right? Inside knowledge of the comprehension, anicca, dukkha, anatta. This is the Samasana jnana and Samatha meditation. First jhana is the similar. First jhana is the similar, right? First jhana is the first is the vidaka, vichara, piti, sukha, ekagata. Means that when you reach the first jhana experience, you have the piti, sukha, very concentrated on the object, right? When you practice the Vipassana meditation, when you read the Samasana jnana, you will also vidaka, visara, you will piti, sukha, ekagata. But Samatha meditation jhana is they just have the, this kind of vidaka, visara, piti, sukha, ekagata because of the concentration. But when you practice Vipassana, not only concentration, you have the concentration, mindfulness, inside knowledge, seeing, anicca, dukkha, anatta. Right? That's why inside knowledge of the clear comprehension about anicca, impermanent, dukkha, suffering, and self. You see the other Namarupa phenomena, right? And by saying with anicca, dukkha, anatta. This is the Samasana jnana, inside knowledge of the comprehension for anicca, dukkha, anatta. But this is Samasana jnana and Samatha, first jhana experience of Samatha. Vidaka, Visara, Piti, Sukha, Ekagata, the experience are same, but the Samatha meditation, they have the different object. Vipassana meditation, you see all the Namarupa phenomena, anicca, dukkha, anatta. That's why, so you also have the Piti, Sukha, Ekagata, based on the, your Namarupa change, seeing the anicca, dukkha, anatta. Thế rồi là, tiếp theo là cái mối quan hệ giữa tám cái tầng thiền với lại các cái tuệ minh sát. Thế thì là khi mà nói đến các cái tầng thiền jhana thì người ta thường nghĩ đến thiền định, mà thực ra trong kinh điển Pali thì nói đến hai cái loại tầng thiền, tức là tầng thiền trong vipassana và tầng thiền trong samatha là thiền định. Thế thì là nó tương tự giống nhau, cái tầng thiền trong Vipassana và tầng thiền Samatha tương tự giống nhau nhưng mà không phải hoàn toàn giống nhau 100%. Nếu mà nói về kinh nghiệm hỷ lạc thì nó là như nhau, nhưng mà đối tượng thì là khác. Khi mà thiền sinh hành thiền Vipassana đạt đến cái tuệ thứ ba, tức là tuệ thấu đạt, thấy bản chất các hiện tượng là không bền chắc, là không có ngã và khổ, là tương đương khi đó là ở vào cái tầng thiền thứ nhất, tức là có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc.
Thế thì là cái tầng thiền thứ nhất trong thiền định thì cũng vậy, cũng có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc. Thế, tuy nhiên cái điểm khác là ở trong Vipassana thì chúng ta có được cái tuệ minh sát, thấy được sự sinh và diệt của các cái hiện tượng tâm và vật chất, thấy được bản chất của các hiện tượng là không bền chắc, là không có ngã và khổ. Cho nên là có được trong minh sát, có được cái định tâm, có được cái đạt được cái tầng thiền này là nhờ vào quan sát cái sự sinh diệt của các hiện tượng tâm và vật chất. So when the yogi reached the early Uryabhyayana, inside knowledge of rise and passing away, it is the experience are very similar to Sagenjana experience. Sagenjana means the PD, Sukha Ekagata, no need inertia effort, sustained effort. Right? PD, Sukha Ekagata. Ali, when you reach the Ali Uryabhyayana, means that you already experience of the second jhana, Vipassana jhana, right? Vipassana jhana experience. The experience are same, right? That the second jhana, but that we are observing the different object. That's why when you have the experience of the Ali Uryabhyayana, someone talk about the second jhana of the samatha, you can understand easily because that you already have the experience. Second vipassana jhana experience, Ali Uryabhyayana, right? That's why when someone talk about the PD Sukha Ekagata, the second jhana of the samatha meditation, you have the experience of the vipassana jhana, Ali Uryabhyaya, vipassana jhana, Ali Uryabhyayana, right? That's why when you hear this kind of the jhana, talk about the jhana experience, then you can easily understand because you already have the experience of the day-to-day inside knowledge of the Ali Uryabhyayana. Tiếp theo khi mà thiền sinh tiến bộ hơn đến cái tuệ sinh diệt, là tuệ thứ tư, giai đoạn đầu của tuệ sinh diệt, thì lúc này là ở vào cái tầng thiền thứ hai, tức là còn tứ, hỷ và lạc, không còn tầm. Thì là như vậy là nó cũng tương tự với là cái tầng thiền thứ hai trong thiền định. Khi mà thiền sinh hành thiền Vipassana và có kinh nghiệm này, rồi nếu ai đó nói về tầng thiền thứ hai của thiền định thì thiền sinh cũng có thể hiểu được dễ dàng, bởi vì đã có cái kinh nghiệm tương tự như vậy. Then when you reach the late Uryabhyayana, you free from the vipaginukilita, you free from the impurity of the vipassana, clearly see, right, all the namarupa phenomena rise and passing away. We call late Uryabhyayana, right? This is the vipassana jhana experience are very similar to the level of the samatha jhana, right? Samatha jhana, so sukha the ekagata, right? No pd anymore, sukha ekagata. You only feel sukha comfortable, concentrated, no more pd when you reach there. Number four, late Uryabhyayana, right? Similar to the level of the samatha meditation experience, sukha ekagata. Thế rồi tiến bộ hơn khi mà thiền sinh đạt đến cái giai đoạn sau của tuệ sinh diệt, thoát khỏi các cái tùy phiền não, tức là các cái bất tịnh của tâm. Thế thì là khi này là vào tầng thiền thứ ba, tương đương với cũng giống như tầng thiền thứ ba trong thiền định, đó là không còn tầm và tứ, không còn hỷ mà chỉ còn lạc và nhất tâm. Nó tương đương với trong tầng thiền thứ ba của thiền định thì cũng như vậy.
Then when you reach the Benga Jnana, right? Benga Jnana is there. So inside knowledge, right? Inside Upasana knowledge. But similar to the fourth jhana of the Samatha meditation. From Benga Jnana to Anuloma Jnana, right? So fourth jhana, similar to fourth jhana of the Samatha or Arubhavasara jhana, right? Agadhanena Yarana. Vinyana Yarana, Agensinya Yarana, Nivasinya Nathinya Yarana, four Aruba Vajra Jhana, number four, the Samra, level of the Samra meditation, fourth. At that time, only Ubekha Ekagata, no more Sukha, right? Ubekha Ekagata, fourth Jhana, right? Because there are four Aruba Vajra Jhana, four Arubhavasara jhana, right? When you reach the Uriyabhya jhana, already finished number 1, 2, 3, right? Jhana. Then, when you start Benga jhana, then number 4, level of the Arubhavasara jhana, or four Arubhavasara jhana, right? Agandhanena yarana, Vinyanena yarana, Agendhanena yarana, Nivadhanena yarana. So from Benga to Anuloma Jnana, you have the experience of first Samatha Jhana experience and four Arubhavasara Jhana experience. Actually, when you have the inside knowledge, you reach the Singarubhaka Jnana, right? So Anuloma Jnana. So this is the experience of this. Vipassana Jhana and Samatha Jhana are very similar. Very similar, very same. So that's why, without your own experience, some of the jhana are very hard to explain. Right? That's why I would like to say, if you would like to really understand the Vipassana jhana, by practice and you reach the higher level of the inside knowledge and Anuloma jhana, then you can understand this day. Then number 8, Samatha jhana. Tiếp theo thì bước sang cái tuệ diệt, thì khi đó thiền sinh ở vào cái tầng thiền thứ tư. Từ tuệ diệt cho đến tuệ thuận thứ và tầng thiền thứ tư và các tầng thiền cao hơn, tức là 4 tầng thiền vô sắc. Như vậy khi mà bước vào tầng thiền thứ tư thì là không còn lạc nữa, mà chỉ còn xả và nhất tâm. Thế thì khi mà thiền sinh bước vào cái tuệ xả hành và tuệ thuận thứ thì là sẽ thấy là kinh nghiệm nó rất là giống với lại kinh nghiệm thiền định. Thế cho nên là khi mà thiền sinh không có kinh nghiệm thì rất là khó có thể giải thích được. Vì vậy Ngài khuyến khích các thiền sinh thực hành cho đến khi đạt được cái tuệ thuận thứ thì có thể hiểu được cái tầng thiền thứ 8 trong thiền định. So when you reach there, number 5, Benga Jnana, knowledge of the dissolution. At that time, your pinyadi or sandana, right, the form of the body. Because at that time, dissolution, everything passing away very fast. So at that time, so seeing the rising falling, or the seeing the body, right, sometimes they cannot see body formation. Rising, falling, all the body formation, hands, leg, face, right? Stomach, right? Back, everything, cannot see. Also at the times, so very hard to give the names, right? Very hard to give the name because of the passing away very, very fast. So that's why our yogis, you are observing the rising, falling, anapana with the leveling only sometimes. When you reach the
that's the way, pass away of the level of the inside knowledge, then you cannot give the names. Right, rising, falling, every day the body also sometimes disappearing, right? The mind, thinking, mind, hearing also disappearing very, very fast. At that time, the knowing is enough. You know, right? You know everything coming and go, coming and go. Your reformations, lost, no body formation, no abdomen, no rising, falling. So at that time, so sometimes you can go to the primary object, but mostly you have to observe the whatever obvious. Whatever obvious object you have to observe. This also need to understand the some of the yogi, right? Some yogi, they have the same misunderstanding. When they start practicing meditation, oh, my teacher told me, whatever obvious, please observe, right? Actually, when you reach the Benga Jnana, knowledge of the dissolution, yes, at that time, rising falling may not be obvious, the body may not be obvious. At that time, when you view the, right, the mind, if you have to observe the mind, thinking mind, right? Seeing, hearing, whatever you observe, hearing, when you see the body back, then you can observe the rising falling, right? That's why, when you reach the dissolution, level of the inside knowledge, Benga Jnana, then if you cannot level it, no problem. Now if you cannot observe in the rising falling, also no problem. Whatever obvious, you can observe, right? You can observe. But before you reach this level, you have to observe the primary object carefully, no matter what rising falling, small or long, short, rooted day. You have to observe until you reach this level of the Benga Jnana, knowledge of dissolution. Then whatever obvious, you can observe. Khi mà thiền sinh đến cái tuệ diệt rồi thì là cái thân thể nó không còn rõ ràng nữa, tất cả mọi thứ đều diệt rất là nhanh, thì thiền sinh không còn thấy phồng xẹp hay là thân thể, như là không thấy hình dáng của tay hay chân hay mặt hay là lưng hay là thân như vậy. Và lúc này rất khó có thể để gọi tên các cái hiện tượng, bởi vì các cái hiện tượng nó diệt rất là nhanh chóng. Như vậy khi mà thiền bình thường, khi mà thiền sinh hành thiền thì là mình có thể là dùng cái từ ngữ để mà niệm thầm. Nhưng mà khi mà đến giai đoạn này rồi thì là chúng ta không có thể dùng các cái từ ngữ hay các cái tên gọi được nữa, vì mọi thứ nó diệt rất là nhanh. Khi đấy chỉ có biết như vậy là đủ. Khi đó thì thỉnh thoảng thiền sinh cũng có thể quay lại đề mục chính, nhưng mà phần lớn chỉ quan sát những cái gì nổi bật. Có một số thiền sinh thì hiểu nhầm, cứ nói rằng là ngài thiền sư dạy là quan sát những cái gì nổi bật, thì nó đúng với trong trường hợp ở tuệ này, trong trường hợp với tuệ này thì nó đúng là như vậy, thì mình phải quan sát cái gì nổi bật, bởi vì khi đấy là cái thân nó không còn rõ ràng nữa. Như vậy khi đó thiền sinh thấy bất kỳ cái đề mục gì, cái đối tượng gì, có thể là tâm hay là nghe hay là thấy, thì là quan sát cái đối tượng đó, rồi có khi là lại thấy thân trở lại, thì lúc đấy lại quan sát thân, quan sát phồng xẹp. Nhưng mà khi mà ở trình độ này, nếu mà mình không, lúc đấy mình không cần phải dùng các cái tên gọi, không, nếu không thấy phồng xẹp cũng không vấn đề gì, chỉ quan sát tất cả các cái hiện tượng, các cái đối tượng gì nổi bật. Nhưng mà trước khi thiền sinh đạt tới cái trình độ này thì cần phải quan sát phồng xẹp và cẩn thận cho đến khi mà đạt tới cái trình độ này. When you see all the Namarupa phenomena dissolution like that, Benga Jnana means you fear. You fear, or actually, even though
I taken care of the mind body very much, giving them very good food, I wearing their very good clothes, using their very fancy clothes, house. But actually, I cannot wish to stop this and that. Passing away, right? You fear. It called the payanyana, right? Fear. So then, arinwanyana means that you feel this is the body, having this body is there, no longer I feel peaceful. Every day, right? And passing away, they call in English it right, dangerous. Nibbidanyana is the you have the discernment, no longer enjoined. Actually, the payanyana, arinwanyana, nibbidanyana is that actually one inside knowledge, right? They explain in different ways. To complete this, the three knowledge within a few days, right? Payanyana, arinwa, nibbidanyana. Tamodidukamyadanyana. So then when you see this is the body and minds, rise and passing away, rise and passing away. You want to free, this kind of the situation, right? Call this knowledge, you have those kind of the knowledge called mostly kamya danyana, right? Breathing kanyana means that you reflect, saying that about your childhood, or even though I was so happy, so enjoined for my life, so angry, so upset, so something I wish I cannot get it. Actually, I cannot wish every day what I want to wish. Every day in this Andukanada, it happened in itself. You reflect on about your life, this Dhamma experience, right? So mean that you start changing your life, breathing anyana, right? Penga, peya anyana, arinawa anyana, nibida anyana, mudrikamya anyana, breathing anyana. Your life start changing. No longer enjoying the food, clothes, environment, everything, right? Your mind start changing more mature. So your mind is more mature. So your understanding getting better and better, right? So when you really reach this level, even you used to get angry, upset, you used to be crying, right? But when you understand this level, you start free from this kind of the situation. Your mind is there, letting go easier. Letting go easier, my understanding more and more clear. So you see that also some benefits, also your meditation also become also easier. But of course, some of the yogis, even when they read this level, they still very scared, right? Very scared. They don't want to practice anymore, right? They want to stop the meditation. They don't want to practice anymore. But you have to overcome by observing carefully. Finally, no more scare, no more fear, no more discernment. Your mind will be very clear. Khi thấy tất cả các cái hiện tượng nó diệt như vậy rồi thì là thiền sinh sẽ thấy sợ hãi, thấy hiểm nguy. Thế thì mặc dù mình đã rất chăm sóc cho cái cơ thể này, thức ăn ngon rồi quần áo, thế nhưng mà không thể dừng được cái sự diệt này, cho nên khi thấy như vậy là sinh ra sợ hãi. Ở đây là cái tuệ sợ hãi hay là tuệ khổ, tuệ sợ hãi hay tuệ hiểm nguy hay là tuệ khổ, thì là lúc đấy mình sẽ không thấy là an toàn nữa, cho nên là nhàm chán, không còn thấy thích thú và những cái thứ như là thức ăn hay là quần áo và cái rồi tiếp theo là sau khi mà thấy cái sự sinh diệt như vậy thì là thiền sinh muốn thoát khỏi cái tình huống này, tức là vào cái tuệ muốn giải thoát.
Rồi là tiếp theo là đến cái tuệ quán xét lại, tức là mình xem xét lại mọi thứ từ nhỏ mình mong muốn nhiều thứ thế rồi nhưng mà mình không được có được như mình mong muốn. Thì khi mà thấy như vậy rồi là cuộc sống thay đổi, tất cả mọi thứ trước đây mà mình thích thú như là thức ăn, quần áo hay là môi trường, những thứ ở bên ngoài bây giờ mình không còn thấy thích thú nữa, trở nên nhàm chán, tâm nó chín chắn hơn. Trước đây có thể mình hay bực bội, có thể khóc, nhưng mà khi đạt đến trình độ này thì là mình bắt đầu thoát khỏi những cái chuyện như vậy, để có thể buông bỏ một cách dễ dàng, việc hành thiền cũng trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên cũng có một số thiền sinh thì lại sợ hãi, không muốn hành thiền nữa và muốn dừng lại. Tuy nhiên là thiền sinh cần phải tiếp tục quan sát để vượt qua cái sự sợ hãi này. Cứ như vậy thì tâm nó sẽ trở nên trong sáng rõ ràng. Upekkha, Sangarupekkha Nhana đấy. So equanimity, Tawade, the beings or Tawade or the things, right? When I talk about the beautiful mind, right? Number seven. So I already talk about the Sangarupekkha, right? Tata Mitha Tata or Sangarupekkha. Neutrality of the mind, Tata Mitha Tata, right? The Pali term for this is the Siddhika, literally means that in the middleness, it is a cinnamon for equanimity, upekkha. Not as a neutral feeling, but as the mental attitude of balance, detachment, impartiality, it is a characteristic of the non-conveying consciousness. The mental factor evenly is function is to prevent deficiency and excess. To prevent the partiality, it is manifested as the neutrality. It should be seen as the state of the looking on whether the equanimity in the Siddha Siddhika like the Tridiya who look at on whether the equanimity. All the Dharupada progressing evenly along their weight. Neutrality of the mind becomes the sublime quality of the equanimity toward living beings. As much as it is a treat beings free from the discrimination without their preferences, prejudices, looking upon all as equal. The equanimity should not be confused as the niya enami, the worldly minded in the different due to ignorance. So because in the beginning, you may not have those kind of the upekkha quality complete yet. But when you practice more and more, when you see rise and passing away, your condition mindfulness are improved. That's why your sitting meditation, yoga, walking meditation also balanced. Right? You need to worry about the one day thing you can catch, you can go to the primary object. Right? So in this way, seeing the next and look another, every day changing, every moment your mind becomes the upekkha, neutrality of the mind, right? Tada mitha tada, you own, right? So of course when you have the complete tada, tada mitha tada, so then go to the anuloma jnana, right? Anuloma jnana leads to the jnana leading to the area knowledge, right? Nibbana. Actually the upekkha jnana, anuloma jnana, they are actually almost the same. When you complete the Sangarupekkha Jnana knowledge, then Nuloma Jnana come in, then reach the Nibbana, right? State of the Nibbana. But in the Pali text, they still explain differently Sangarupekkha Jnana, Nuloma Jnana. So that's why when you practice this way, when you really have the inside knowledge, right? When you reach the number four inside knowledge, Uddhavya Jnana, when you are keep practicing with the strong sadha, then every day your meditation is improving, right? So your mind, your state of the upekkha
stronger and stronger, you're seeing the nature and Anatta clearer and clearer, right? So you see the improvement. Today we cannot finish, right? Tomorrow we will continue to finish. This is the Anuloma Jnana, and the Anuloma Jnana we call, right? Vipassana inside knowledge, Vipassana inside knowledge. And when you reach there, Kurubu Jnana, Magga Jnana, Phala Jnana, then we have the Nibbana experience or Ariya knowledge, right? So when you reach the Nuloma Jnana, means that your inside knowledge are very complete. I already do reach the Ariya knowledge, we have to keep practicing, right? That's all for tonight's Dhamma talk. Tiếp theo là cái tuệ xả hành. Thì trong đây khi này là có cái tâm xả. Thì trong buổi hôm trước Ngài đã giảng về tâm xả trong cái phần hành xả, tức là Chacha Mahatata. Thì thuật ngữ Pali của tâm xả này có nghĩa đen là ở đó, ngay ở giữa. Nó là từ đồng nghĩa của xả, không phải là thọ xả, mà thái độ tâm lý cân bằng, buông bỏ và vô tư. Nó có đặc tính là truyền dẫn tâm và các tâm sở một cách cân bằng. Chức năng của nó là ngăn ngừa sự thiếu và thừa hay sự thiên vị. Biểu hiện của nó là sự trung lập. Nó nên được xem là trạng thái quan sát với sự bình thản trong tâm và các tâm sở, giống như một người đánh xe ngựa với sự bình thản quan sát những con ngựa đang tiến về phía trước một cách cân bằng. Sự trung lập của tâm trí trở thành tâm xả hướng đến chúng sinh. Vì là như vậy cho nên nó đối xử với các chúng sinh không có sự phân biệt, không có sự thiên vị, không có định kiến, xem tất cả là ngang bằng nhau. Sự bình thản này không nên bị nhầm lẫn với kẻ thù gần của nó là sự thờ ơ lãnh đạm thế tục do thiếu hiểu biết. Như vậy ban đầu thì khi mới có cái tâm xả thì nó chưa hoàn toàn đầy đủ, nhưng mà thiền sinh tiếp tục thực hành thấy các cái hiện tượng sinh rồi diệt, tâm định tĩnh hơn, sức quan sát mạnh hơn, rồi là thiền đi, thiền ngồi trở nên quân bình, không còn phải lo lắng về phóng tâm. Thì tâm có thể dễ dàng quay trở lại đề mục chính, có thể dễ dàng bắt được đề mục, thấy các cái hiện tượng đều có bản chất là khổ, là không bền chắc, là không có ngã. Mỗi ngày đều thấy như vậy rõ ràng. Thì như vậy tâm ở vào trạng thái xả, quân bình một cách trọn vẹn. Thì rồi tiếp theo là lên đến tuệ thuận thứ. Thì tuệ xả hành với tuệ thuận thứ thì là cũng tương tự như nhau. Nên như vậy khi mà chúng ta thực hành theo cách thức thế này, rồi là đạt đến tầng tuệ thứ tư, rồi nếu mà đức tin mạnh mẽ tiếp tục thực hành thì là mỗi ngày đều có thể tiến bộ, tâm trở nên mạnh mẽ hơn, thấy được bản chất các hiện tượng là không bền chắc, không có ngã và khổ ngày một rõ ràng hơn. Thế như vậy là khi mà đạt đến cái tầng tuệ thứ 12, tức là tuệ thuận thứ, thì xem như đã hoàn thành được các cái tuệ minh sát một cách trọn vẹn. Thế rồi là tiếp tục tiến lên các tuệ siêu thế, giác ngộ niết bàn. Thì hôm nay Ngài chưa thể kết thúc cái phần này, ngày mai Ngài sẽ giảng tiếp. Ngài kết thúc bài giảng hôm nay ở đây. Sa thu sa thu sa thu.